Ngọc. Tao Nhiên đây. Sao mày lại ở đây? Tao vừa mới từ quê lên có chút việc. Mày mua đồ xong rồi à? Đây là shop quen của tao mà. Này, mày định vào đây làm gì đấy? Đừng nói với tao là mua đồ nhá. Tao thấy cũng có nhiều đồ đẹp, định vào xem như thế nào. Thôi, tao nói thật, mày không đủ tiền mua đồ ở đây đâu. Với lại vào xem nhiều quá không mua, người ta chửi cho đấy. Đồ trong này đắt lắm à? Chứ còn sao nữa. Cái shop to như thế này lại còn ở mặt đường lớn nữa. Mày nghĩ người ta bán đồ ở quê cho mày mua đây à? Vậy à? Lâu lắm rồi mày chưa về quê đấy nhở? Tao sống ở trên này tốt như thế, tại sao phải về quê làm cái gì? Chỉ có mấy cái đứa không có tương lai như chúng mày ấy thì mới phải chịu khổ ở cái vùng quê đó thôi. Ngọc, sao mày lại nói như thế? Ở quê tốt mà, bọn tao vẫn đi làm bình thường, chứ có ngồi ăn chơi không đâu. Sao chả được. Thế mày lên đây làm gì? Tao có chút việc ở công ty nên lên đây giải quyết thôi. Cái gì cô? Việc công ty á? Nghe cái như kiểu là mày đi công tác ấy nhở? Có gì đâu, chỉ là chút việc nhỏ thôi mà. Thôi, không phải chém gió đâu. Chắc là mày lên xin việc đúng không? Không, tao nói thật mà. Thật giả gì tao không cần biết. Nhưng mà tao nói này, nếu như mày có ý định xin việc trên này ấy, thì tốt nhất bỏ đi. Sao thế? Tại vì trông mày không hợp với cuộc sống ở trên này đâu. Ở quê chân lấm tay bùn á, hợp với mày hơn đấy. Sao lại không hợp? Với lại quê mình bây giờ phát triển lắm, không như mày nghĩ đâu. Tao nói thế thôi, còn mày thích làm gì thì mày làm. Nhưng mà sau này có khó khăn gì ấy thì đừng có nhờ vả tao nhá, tao không giúp được đâu. Mày yên tâm, tao ở đây mấy hôm rồi về mà. Thì tao nói thế thôi. Thôi bây giờ tao bận rồi, tao về đây. Sao giờ nó khác thế nhỉ? Mời chị uống nước ạ. Để chị đi xa lên tận đây thế này, chúng tôi ngại quá. Có gì đâu. Tôi lên đây để bàn công việc với anh, cũng tiện thể đi chơi luôn đấy mà. Thế chị đã đi chơi được nhiều nơi chưa? Tôi cũng đi được vài nơi rồi. Chắc chị ở đây một vài hôm nữa chưa? Ngày kia tôi sẽ về. Vậy nếu tối nay chị không bận thì tôi có thể mời chị dùng bữa được không ạ? Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tối nay tôi có việc bận rồi. Hẹn anh khi khác. Tiếc quá. Vậy thì xin phép, hẹn chị dịp khác ạ. Đây là lần đầu tiên bên tôi hợp tác với công ty anh. Vẫn còn rất nhiều vấn đề phải trao đổi kỹ hơn. Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau mà. Dạ vâng ạ. Nhưng mà lần tới cứ để chúng tôi về chỗ chị. Được hợp tác với tập đoàn của chị là niềm vinh hạnh của chúng tôi rồi ạ. Chứ để chị đến tận đây như thế này chúng tôi áy náy lắm ạ. Được. Nếu như anh đã nói như vậy thì lần sau tôi mời mọi người đến chỗ tôi. Dạ vâng. Cảm ơn chị ạ. Này. Chị... Mày đến công ty tao làm gì đấy hả? Mày cũng làm ở trong này à? Đúng rồi. Mày thấy tao giỏi không? Công nhận mày cũng giỏi thật. Ai đây em? Đây là con bạn học cùng cấp 3 ở dưới quê em ấy mà. Chào em. Chào anh. Thế mày đến công ty tao làm gì đấy? Tao vào có chút việc thôi. Thôi, chút việc cái gì? Chắc mày vào xin việc đúng không? Không, tao có xin việc gì đâu. Anh nhìn bạn em kìa, đi vào xin việc mà cũng ngại. Bạn em mới ở quê lên, vẫn còn bơ ngỡ nên ngại là phải thôi. Giới thiệu với mày nhá, đây là anh Long, người yêu của tao, trưởng phòng của công ty này đấy. Vậy à? Thế nhất mày rồi đấy. Chứ còn gì nữa. Xinh đẹp như tao á thì phải yêu cái tầm trưởng phòng trở lên. Chứ ai như mày ấy, tầm tuổi này rồi vẫn còn lẹt đẹt đi xin việc. Thôi, tao có việc rồi, tao đi trước đây. Sao tự nhiên bận đúng lúc thế? Hay là tao nói như thế là mày xấu hổ à? Không, mày nói đúng mà. Nhưng tao có việc nên tao đi trước thôi. Chào anh nhá. Chào em. Đúng là cái con nhà quê, cứ nghĩ ngày xưa học giỏi hơn tao mà oai à. Em hỏi xem bạn em á, có cần giới thiệu người yêu giàu không? Anh giới thiệu cho. Thôi anh ơi, nhìn nó nhà quê như thế, người giàu nào mà thèm. Đấy là em không biết chứ. Mấy thằng giàu á, nó chỉ thích mấy em nhà quê ngoan hiền thôi. Em chẳng quan tâm. Mà thôi kệ nó đi. Nó càng nghèo á thì em lại càng thấy vui. Mình vào làm đi. Rồi, tôi sẽ cho người giải quyết luôn. Thế nhá. Vào đi. Dạ, giám đốc cho các em ạ. Ừ. Tôi có việc giao cho cậu đây. Vâng ạ. Sắp tới công ty mình có một dự án lớn, hợp tác với tập đoàn ABA. Nhưng mà tập đoàn này lại đặt trụ sở ở tỉnh, chứ không phải ở Hà Nội. Nên tôi muốn giao cho cậu và cô Ngọc sẽ hỗ trợ tôi dự án lần này. Cụ thể là sẽ lên phương án bao thầu và dự thầu, và chịu trách nhiệm các khâu liên quan. Cậu có ý kiến gì không? À, dạ, em không ạ. Được sếp tin tưởng như này là niềm vinh hạnh của em. Chúng em nhất định sẽ cố gắng ạ. Chủ tịch của tập đoàn ABA là người rất giản dị, nên hai người hãy lưu ý vấn đề này, tránh để xảy ra các tình huống không đáng có. Dạ, vâng ạ, em hiểu rồi ạ. Làm chủ tịch thế nhưng mà lại giản dị, đúng là dở hơi. Em đừng có mà ăn nói linh tinh, cẩn thận không lại rách việc. Ở đây á, làm gì có ai biết bọn mình đâu mà anh phải sợ. Với lại em cũng chỉ nói vu vơ như thế thôi, có cái gì đâu mà anh phải trách em chứ. Đấy là anh nhắc em cho em cẩn thận hơn thôi, chứ anh có trách em đâu. Em mà là chủ tịch tập đoàn như bà ấy á, em sẽ sống thật sang chảnh, thật quý phái. Đời người á, sống được mấy chốc đâu. Sao người ta cứ phải cất tiền đi làm gì nhỉ? Công nhận. Anh mà là chủ tịch nhá, anh sẽ đầu tư một dàn siêu xe, thậm chí là mua cả máy bay riêng luôn. Thế lúc đấy anh có bỏ em không? Tất nhiên là không rồi. Lúc đấy anh sẽ mua cho em toàn đồ hàng hiệu. Quá là tuyệt vời luôn. Mà anh này, bao giờ thì mình sang bên đấy? Chắc là tầm tuần sau. Mà kể ra cũng buồn cười ấy nhở. Em cũng không ngờ lại có ngày công ty mình lại hợp tác với một tập đoàn ở dưới quê em. Mà biết đâu về đấy rồi em lại gặp bạn em ấy, làm cho tập đoàn đấy thì sao? Ôi giời ạ, bạn em ở dưới quê chỉ có đi làm công nhân thôi, làm gì có đứa nào mà làm tập đoàn lớn thế. Đúng là cái bọn nhà quê tầm nhìn hạn hẹp thật, chả có tí tương lai nào cả. Thế cho nên em ấy không thích về quê, toàn gặp cái bọn ăn hại thôi, chán chết đi được ấy. Đã thế lại còn bị mang tiếng là bạn của nó nữa chứ. Ơ, em, kia có phải cô bạn em hôm trước mà gặp ở công ty mình không nhỉ? Đúng nó luôn rồi. Nhưng mà nó bán cái gì kia nhỉ? Đi đi. Ừ? Này, thế không tìm được việc làm, ra đây bán cái gì này? Ồ, bánh mì à? Tao trông hộ người ta thôi. Trông hộ? Từ bao giờ mà mày tốt thế hả Nhiên? Này, em bán hàng ở đây á, lát nữa là bị công an bắt đấy. Ở thành phố không như ở quê đâu. Em trông hộ người ta lát thôi, người ta quay trở lại bây giờ mà. Tính mày lạ thật đấy, sao cứ phải giả vờ làm cái gì. Mày bán thì mày cứ bảo là mày bán, tao có xin của mày đâu, sao cứ phải nói dối đấy. Tao nói thật mà, mày không tin tao à? Mặt mày không có một cái điểm nào để tao tin cả. Vậy thì tao nói gì cũng vô ích thôi, cứ coi như là tao bán hàng đi. Nhưng mà tao thấy như thế này có gì đáng để mày coi thường đâu. Lại cũng không đáng coi thường. Mày nhìn đi, bạn của mày ấy thì làm ở một công ty lớn, người yêu thì làm trưởng phòng, cuộc sống sung sướng nhàn hạ. Còn mày ấy, nai lưng ra đi bán bánh mì. Mày thấy như thế không xấu hổ à? Mày có một công việc tốt, cuộc sống an nhàn, mà như vậy tao cũng mừng cho mày. Nhưng mà tao nghĩ mày đừng có coi thường người khác như thế. Người ta đi làm chân chính, chứ có xin của ai đâu. Sao mày lại kỳ thị như vậy? Thế thì mày lại không biết rồi. Ở cái thành phố này ấy, cứ nghèo là bị kỳ thị. Nói thật, mày nên về quê đi, ở đây không hợp với mày đâu. Cảm ơn mày. Cuộc sống của tao như thế nào tao tự biết, không cần một người bạn xấu tính như mày quan tâm đâu. Này, mày nói ai xấu tính đấy hả? Mày có tin đấy tao gọi công an phường đến gô cổ mày về không? Tao không còn gì để nói với mày nữa đâu. Anh, mình gọi công an bắt nó đi. Chờ anh chút, anh gọi điện thoại. Dạ em nghe giám đốc ạ. À, dạ vâng ạ, để em về luôn ạ. Có việc gì thế ạ? Giám đốc gọi anh có chút việc. Thôi thôi, mình gọi công an bắt nó đã. Em kệ cô ta đi, về luôn, không bị trách mắng đấy. Coi như là hôm nay mày gặp may đấy. Em xong việc rồi, cảm ơn chị nhá. À, không có gì đâu, thôi em xin phép về trước đây ạ. À, chị cầm mấy cái bánh mì, coi như lời cảm ơn của em. Thôi. Anh bán hàng, lời lãi được bao nhiêu đâu. Anh cứ để đấy mà bán, em không cần đâu ạ. Cô tốt quá, tôi cảm ơn cô nhiều nhá. Không có gì đâu ạ. Thôi, em xin phép đi đây ạ. Cô phải cẩn thận nhé. Vâng. Mai Vàng. Dạ, giám đốc ạ. Em chào giám đốc ạ. Đầu tuần tới, hai người về tập đoàn ABA một chuyến giúp tôi. Minh Kiếp đông luôn hả? Đáng lẽ ra tôi nên đi mới phải. Nhưng mà đối tác bên nước ngoài lại muốn gặp tôi để trao đổi một số vấn đề, nên tôi phải qua đó một chuyến. Hai người thay tôi gửi lời xin lỗi đến chủ tịch tập đoàn bên đó nhé. Dạ vâng ạ. Em sẽ cố gắng nói cho khéo ạ. Đây là hợp đồng tương đối lớn và quan trọng, đừng để xảy ra sai sót gì. Dạ vâng ạ, em nhớ rồi. Vậy em xin phép ạ. Mời vào. Chủ tịch đi mấy hôm như vậy, có bị mệt không ạ? Tôi không sao. Đi gặp đối tác có một hôm, còn đâu toàn đi chơi ấy mà. Chắc là mấy ngày hôm nay chủ tịch vui lắm ạ. Cũng có cái vui, nhưng mà tôi cũng gặp người khiến cho tôi không vui lắm. Người đấy là người quen của chủ tịch ạ? Là bạn học cũ của tôi. Mà thôi, bỏ qua đi. Cô đi chuẩn bị tài liệu cho tôi. Đầu tuần tới, chúng ta sẽ ký hợp đồng với công ty PJ. Dạ vâng ạ, em xin phép. Em thấy là ok rồi. Chưa được đem cho vào mặt. Xin chào. Con này, sao mày lại ở đây? Đây là tập đoàn tao mà. Mày cũng nhanh thật đấy. Vừa mới hôm nào có lang thang trên Hà Nội tìm việc làm, thế mà hôm nay lại về đây rồi. Tao đã nói với mày, tao lên đấy để giải quyết công việc mà. Thế mày làm vị trí nào ở đây? Lao công à? Khoan nói tao làm cái gì. Kể cả tao có làm lao công thì có làm sao. Mày bỏ cái tính coi thường người khác đi. Tao là bạn của mày mà mày có đối xử như thế này, vậy những người khó khăn ở ngoài kia chắc mày chẳng coi họ ra cái gì đâu nhở? Ồ, chúng nó là cái gì mà tao phải coi trọng? Mày nói thế thì tao chịu rồi. Thôi, bớt nhiều lời đi. Hôm nay bọn anh có việc lớn, không so đo với em đâu. Mà chủ tịch của em đâu rồi? Để bọn anh chờ hơi lâu rồi đấy. Chủ tịch của tập đoàn đang ở trước mặt hai người đây. Mày nói cái gì đấy hả Nhiên? Mày có bị làm sao không đấy? Tao là chủ tịch. Còn nếu hai người không muốn ký hợp đồng thì có thể về. Này, mày đừng đùa tao kiểu đấy nữa. Tao không thích đâu. Mà cái con nhân viên quèn như mày ấy thì làm gì có tư cách để mà nói chuyện với bọn tao. Cô vừa nói cái gì đấy? Em chào giám đốc ạ. Cô bảo ai là nhân viên quèn? Dạ, chào giám đốc ạ. Em tưởng anh đi công tác nước ngoài ạ. Sao anh ở đây ạ? Công việc bên đấy giải quyết xong rồi, nên là tôi về sớm. May mà tôi về kịp, không thì không biết hai người còn làm ra những trò gì nữa. Vậy cô ta là... Người trước mặt hai người đây là sếp Nhiên, chủ tịch tập đoàn ABA. Hai người rõ chưa? Mày là chủ tịch thật á? Mày vẫn chưa tin à? Tao xin lỗi. Tao cứ tưởng... Lâu ngày không gặp, tao không nghĩ là mày xấu tính như thế này đâu. Chắc gì mày đã bằng người ta mà suốt ngày đi chê ba như vậy. Tao biết lỗi rồi. Tao xin lỗi. Chị Nhiên à, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Tôi xin lỗi chị ạ. Không cần đâu. Vấn đề này tôi tin là anh Dương sẽ xử lý theo đúng quy định của công ty. Ngày hôm nay tôi chỉ quan tâm đến việc ký hợp đồng thôi. Chị yên tâm, tôi sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này. Tôi sẽ làm việc trực tiếp với chị Nhiên. Hai người về công ty đi và viết bản tường trình kiểm điểm về vụ việc này. Nếu không viết được thì viết đơn xin nghỉ việc luôn đi. Dạ vâng ạ. Em xin phép ạ. Dạ, em xin phép ạ. Xin lỗi chị, tất cả là tại tôi. Không sao đâu, không trách anh được. Anh ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu bàn hợp đồng. Cảm ơn chị.